Chào mừng các bạn đã quay trở lại với U Sport Channel. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với một cái chủ đề rất là quen thuộc, đó là chọn giày bóng đá. Thì thật ra thì trước đây bọn mình cũng đã có khá là nhiều những cái video về lựa chọn giày phù hợp với các mặt sân, các vị trí thi đấu cũng như là cả cái điều kiện thời tiết nữa. Tuy nhiên thì vẫn còn nhiều bạn còn mơ hồ về các loại giày bóng đá. Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ cùng nói một cách kỹ càng hơn về cách để làm sao chọn giày bóng đá chuẩn nhất. Cùng bắt đầu thôi. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải làm đúng khi mà chọn giày bóng đá đó là lựa chọn chính xác cái loại đế để phù hợp với mặt sân. Bọn mình đã từng có một cái video để giải thích kỹ về điều này, các bạn có thể xem lại nó ở đây. Còn nếu như các bạn mà không muốn xem lại thì có thể nhớ một cách ngắn gọn là đối với mặt sân có tự nhiên, chúng ta theo thứ tự ưu tiên sẽ sử dụng mặt đế FG và AG và TF. Đối với cái mặt sân có nhân tạo có thể sử dụng mặt đế TF, mặt đế AG và mặt đế IC. Còn đối với cái mặt sân đất, sân xi măng, địa hình bằng phẳng thì chúng ta sẽ chỉ sử dụng duy nhất được một loại đế, đó là đế IC mà thôi. Tiếp theo thì chúng ta cần phải chọn những cái mẫu giày mà nó vừa với chân của các bạn, đúng size, đúng form thì mới có thể đá tốt được. Nếu như mà được thì các bạn nên ra trực tiếp các cửa hàng để có thể thử mang chúng ở trên chân, hoặc là nghe những cái nhân viên bán hàng để tư vấn cho các bạn là các loại giày nào sẽ phù hợp với mình. Đối với cái việc mua online thì trước khi mua thì các bạn có thể xem các cái bảng hướng dẫn chọn size giày, hoặc là xem những cái video review, những bài đánh giá để xem là cái mẫu giày đó nó có bị phải cộng size hoặc là bị trừ size hay không. Hoặc là với những cái mẫu giày mà nó sẽ có những cái form để phù hợp với từng cái dạng bàn chân khác nhau, sẽ có những người chân bè ngang và có những người chân thon dài. Một vài gợi ý đến cho các bạn là đối với những người mà các bạn có form chân bè ngang và rộng thì các bạn chọn những cái mẫu giày như là giày Pan hoặc là những cái đôi Mizuno mà cái form của nó là form rộng, thì các bạn sẽ có thể để ý là ở trên cái hộp giày Mizuno thì đối với cái mẫu giày form rộng thì sẽ được gắn một cái miếng tem là Y ở đây. Còn những cái mẫu giày mà có form thông thường thì họ sẽ không có cái tem này. Và những cái bạn mà sử dụng những cái mẫu giày mà cái form phù hợp với form bàn chân thon thì các bạn hãy chọn những mẫu giày như là Jogarbola, Kamito, Miche hoặc là Akka, hoặc là những cái đôi giày mà có nguồn gốc đến từ châu Âu hoặc là châu Mỹ. Sau khi đã lựa chọn đúng một đôi giày rồi thì chúng ta sẽ cần phải quan tâm đến một cái việc khác, đó chính là cái việc đôi giày này có phù hợp với bản thân của chúng ta hay không. Trong cái video về lựa chọn giày cho từng cái vị trí thi đấu trên sân thì mình đã từng liệt kê ra một số những cái đặc điểm nổi bật ở từng vị trí thi đấu, để từ đó mọi người có thể lựa chọn được những cái mẫu giày mà nó đáp ứng được những cái yêu cầu đó. Tuy nhiên thì không phải là ai cũng sẽ dập khuôn bản thân mình ở một cái khuôn mẫu nhất định như vậy. Sẽ có những người thi đấu ở vị trí hậu vệ nhưng họ lại yêu thích lựa chọn một cái đôi giày mỏng nhẹ và ôm chân hơn là một cái đôi giày mà nó có phần upper dày êm hoặc là đầm chân. Thì tất cả những cái điều đó là phụ thuộc vào cái cảm nhận cá nhân của mình. Tất nhiên là sẽ có những cái đôi giày mà họ thiết kế ra để nhắm đến một cái vị trí thi đấu nhất định. Tuy nhiên là nếu như mà bạn mang cái đôi giày đó trên sân và bạn không thể thể hiện hết được tất cả những phẩm chất của mình, hoặc là cảm thấy không thoải mái, không thích hợp, thì cái điều đó nó cũng sẽ không giải quyết một cái vấn đề gì cả. Đến với cái yếu tố cuối cùng mà mình nghĩ là sẽ có khá là nhiều bạn quan tâm, đó chính là việc chất lượng của một đôi giày tốt đến đâu. Thì ông bà ta đã có câu là tiền nào của nấy, và đối với cái giày bóng đá này nó cũng sẽ không nằm ngoài cái nguyên tắc đó. Mình thấy có khá nhiều bạn là để ý đến cái việc là đôi giày nó có được khâu ở cái phần viền đế này hay không, và các bạn cho rằng là cái việc mà khâu ở cái phần đế này nó sẽ quyết định đến cái chất lượng của đôi giày có bền hay không. Tuy nhiên thì cái điều mình sắp nói ra đây thì có thể là nhiều bạn sẽ không biết, đó là cái độ bền của đôi giày nó sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cái chất lượng keo dán đế của cái đôi giày đó. Và đối với từng hãng giày thì họ sẽ có những cái loại keo khác nhau, và đó là cái bí quyết riêng của họ để đảm bảo được chất lượng của mỗi đôi giày. Chẳng hạn như nếu bạn mua một cái đôi giày trị giá 250.000 và nó có được khâu hết tất cả xung quanh cái phần viền đế, nhưng tất nhiên là cái đôi giày đó sẽ không có được một cái chất lượng keo hảo hạng, thì mình dự đoán thì tầm trong khoảng nửa năm sau thì cái phần keo nó sẽ bị bung, và thậm chí là những cái phần chỉ đó nó cũng sẽ không thể nào mà có thể bảo vệ được cái phần đế và cái phần upper của bạn có thể được liên lạc với nhau được. Ngược lại thì sẽ có những cái đôi giày khác Nếu như bạn bỏ ra một cái mức tiền cao hơn 700-800 ngàn hoặc thậm chí là đến cả 1 triệu, thì thậm chí là trong vòng 1 đến tận 2 năm sau thì những cái đường viền ở xung quanh này nó sẽ không mảy may có lấy một vết hở, chứ đừng nói tới là cái việc nó bị bung ra hay là cần phải có những cái lớp chỉ để có thể níu kéo lại được cái sự kết dính giữa phần upper và phần đế. Chính vì vậy thì hãy nhớ rằng là cái phần keo mới là cái thứ quan trọng nhất ở trên mẫu đôi giày, và cái loại keo mà nó sẽ càng tốt thì nó sẽ càng đắt, đó là điều tất nhiên rồi. Còn cái phần chỉ thì nếu như mà không có thì cũng sẽ không sao, còn nếu có thì sẽ càng tốt. Có một cái điều mà nhiều khi là các bạn sẽ không để ý thấy, đó là có nhiều đôi giày đã được khâu phần đế lại, tuy nhiên là chúng ta sẽ không nhận ra bởi vì các nhà sản xuất họ đã giấu những cái đường chỉ đó vào phía bên trong của cái phần đế giày này để đảm bảo cho cái độ thẩm mỹ của đôi giày. Và đó là vài điều mà các bạn nên biết để có thể lựa chọn cho mình được một đôi giày phù hợp. Nếu như còn bất kỳ những cái thắc mắc nào cần giải đáp thì các bạn có thể để lại những cái bình luận ở phía bên dưới để bọn mình hãy trả lời cho các bạn. Và video đến đây là kết thúc rồi. Trước khi rời đi thì hãy nhớ là bấm nút đăng ký kênh cũng như là nút chuông ở ngay bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi bọn mình có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.